bạn nào mà livestream thật là nhiều cái điểm nhắc đó, mình sẽ tặng một sản phẩm, tặng một cái nhà mình đi thích nha. Ta sẽ tặng thân đó. Xíu em mình bớt chị nha. Ok gấu trúc nè. Còn một chai dầu tắm này có ai lấy không ạ? Dầu tắm này rất là thơm, mùi rất là dễ chịu nha cả nhà mình ơi, 250. Mọi vấn đề dữ lắm, tóc ít mọi lắm, vấn đề về tóc được, dạ, mọi vấn đề về tóc đều giải quyết hết được nha cả nhà mình ơi. Gia đình đừng lo, tại vì tụi em đã có xài rồi và những các anh chị nổi tiếng cũng đã xài qua và người ta cũng đã có quảng cáo dùng cho gia đình của tôi. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ đây Tú Sương cảm ơn em Thảo, em đã ủng hộ cho Tú Sương cái dầu dầu bằng hơn. Số áp thuốc trị tóc không chị gái? Không phải là thuốc mà là bao nhiêu? Một bịch là bao nhiêu kìa con? Cảm ơn em nhiều nha. Dầu gọi 280, dầu xả 200. Bao nhiêu tiền cái một bộ đó, nhiêu tiền? Một bộ 600. 3 cái là 600.000đ. Không buồn. Tặng son, tặng hộp quà, tặng túi giấy. Tặng son, tặng hộp cho Trà, nãy mày không thấy. Đây nè, một cái túi giấy và tặng một quà tặng cho con. Đó cái hộp, cái hộp. Đây nè, con có là chim bên đây nè. Hoàng tất là gì vậy? Hoàng tất là sao con bấm vô đó? Đúng rồi, mẹ bấm hoàng tất đó. Ok, vô lại rồi. Cả nhà ơi, vô lại nè, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, vô lại giúp em đi. Cái này thì tùy hết rồi. Kêu em lên chảnh chơi. Có bạn không? Hả con, tay ra chai rửa tay. Chai rửa tay hoặc là son. Cả nhà ơi, con biết rồi. Nó có thuốc trị dục tóc con gái chị. Cái này nó cũng này, này không phải, này không phải là đặc trị, cái sản phẩm đặc trị. Dầu gội đầu và nhất là dầu tinh dầu của cái Vitamin này, cái chai đầu tiên mẹ mở ra được cái dầu tinh dầu á, nó rất là thơm. Mình có một combo và ba loại sản phẩm đó. Cái này là giao hàng cho con. Đây cũng mới xài hồi nãy đây, một chai nó gồm như vậy là tinh dầu, nó bán riêng. Mẹ một combo là 600.000 nha cả nhà mình ơi. Một combo gồm một dầu gội, một dầu xả và một cái tinh dầu này. Chai mới của mẹ. Chai mới của em luôn. Chai cũ em mới xài hồi nãy. Em mới xịt, giờ em xịt tiếp. Chị ghiêng con chung lại. Nó, cái mùi nó rất là dễ chịu nha cả nhà mình ơi. Nó trị, nó đặc trị cho rụng tóc nè. Nó gào. Trị cho gào nè. Kết mọc tóc. Nha, tóc da đầu của mình nó bị ngứa. Hương dương thôi mẹ. Cả nhà ơi, giới thiệu nha. Cả nhà ơi, mình có tất cả là cái sản phẩm của mình. Cả nhà mình làm cái vị caramel nó vui. Caramel. Và số riêng trên đây của anh Nguyễn Điền Trung. Cả nhà cứ xem đó mà nhắn tin hoặc là liên lạc. Em có điện thoại và địa chỉ để cho shipper người ta chính xác cái địa chỉ đó để người ta giao hàng cho cả nhà mình ơi. Rồi dăng ra rồi, dăng cái mạng ra rồi cả nhà luôn. Đây nè, bên đây rồi. 115 người. Giá cứ không sao, tương lai là nhiều lắm, khỏi người ta có đọc được. Giá cứ cả nhà mình ơi, cả nhà mình đâu rồi ạ? À? Chả. Con đang ấy. Ngon không con? Ngon á mẹ. Con mới để xuống hai cái thôi hà. Cả nhà mình ơi, con cho cái mạng nó bị dính hả ta? Cháu ơi, em chào chị ba Tú Xuân kìa. Chào em. Chị ba chào em. Không em, là mình có chơi dầu gội đầu 280. Chơi dầu gội đầu Visoli là 280. Còn một chai tinh dầu là 120. Dầu xả 200. Dầu xả là 200.000. Chọn bộ là được. Cả nhà mình mua toàn bộ thì nó sẽ ưu tiên hơn là nó sẽ có những cái quà tặng free ship. Free ship. Free ship luôn. Gia đình mình sẽ tiên ơi. Ủa cái điện thoại tôi để đó không chán. Đưa đây coi người ta gọi điện thoại lại. Cả nhà mình ơi, Thảo đã ghi số điện thoại đó. Các bạn cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại của Thảo hoặc là inbox với lại những cái món hàng và số điện thoại với lại cái địa chỉ nhà của mình đó cho Thảo biết nha. Chị ơi, có ship bánh trứng muối cho chú em được không? Ok, em cứ cho chị địa chỉ, chị sẽ ship tới cho shipper giao tới nha em.
em lấy mùi nào chứ muối với đại phô mai. Cô Phượng nó coi em, cô Phượng nó đang coi em coi. Rồi cô Phượng đã mới nhận được bánh của Thảo, mới giao liền tức khắc luôn cô Mỹ Phượng. Rồi cô khen bánh rất là ngon, cô ăn liền luôn rồi. À, tại vì Thảo mới về bánh thì đó, với ai cần đó thì gần gần ở đây Thảo sẽ giao được liền. Còn không là sáng mai Thảo sẽ giao liền nha cả nhà mình ơi. Rồi cả nhà mình ơi, Thảo sẽ nhắc lại những cái sản phẩm mình đang có bán nha cả nhà mình ơi. Khẩu trang Khánh Thi 200.000 một hộp. Dầu tắm, sữa tắm của Pháp là 250.000 một hộp. Nhang nhang quế và công việc một hộp là 120.000 một hộp. Bánh trứng muối Đài Loan có mùi phô mai và phô mai và trứng muối 140.000 một hộp nha cả nhà mình ơi. Mạng bị gì nữa mà cái nhà mình thông cảm nha, cái mạng của Thảo bị yếu á. Rồi bịch hướng dương của mình đâu? Dạ đây, bịch hướng dương 85.000 một bịch à. Của con mình, mạng của mình ổn chưa? Con xài 3G. Còn mẹ cũng xài 4G luôn đó. Có sao vậy? Có hai cái tính cái đó. Tạm. Ok em, rồi cứ ship giao, ship sẽ lấy tiền giao hàng riêng, còn sao là ship ship cho nhận luôn. Thôi giờ em cứ giao tiền ship với lại tiền bánh cho ship luôn nha. Giúp mình chị nha Cấu Trúc. Rồi em cứ nhắn tin địa chỉ cho chị. Lấy mấy hộp cái muối này để biết. Em lấy chút rồi lấy hộp cái giấy gì em không biết phụ. Thấy ơn hữu hậu phi giao. Chị Ba Tú Sương ơi, mọi người hỏi 1.200.000 người. Dạ Sương đây. Coi kìa. Không phải nếu với mọi người mốt rồi đó nãy 200 mấy người ngon. Dạ sao vậy? Ai hay nói gì vậy? Dạ chào hữu hậu phi giao. Hai phi giao. Dạ nhà mình có mà anh ơi. Okay. Anh ơi. Mình có cục sạc phòng không nhỉ? Chốt hàng luôn nha em. Lấy giùm chị hai cái vỏ. Mình còn cái người chị ba ơi, ra làm bản cho bản cho ba cho nó sơm cho ba. Tặng mọi người. Tặng mọi người. Dạ dạ. Để cái bài gì? Cái máy gì? Rồi, cả nhà mình ơi. Làm tí đi nè, chuẩn bị đồ nghề hả? Nói chuyện cái bi để chuẩn bị đồ nghề. Chị Ba Túi Sương sẽ ca hát nữa. Vậy. Ai nữa nói chuyện cái đi chuẩn bị đồ nghề. Dạ dạ. Làm đồ nghề. Sẽ đặt quyền rồi, con tính nhà mình để cho hôm qua đem chiếc bài xếp để bài xếp đặt hàng cho chúng em. Chị hai món có cái tấm gương rồi em đặt đi để đợi cái lô để đây gắn cái chị vô hát karaoke hát cho mẹ là hát mà em biết nữa. Cấu Trúc ơi, có gì em dạ sao thế anh bốc cho chị nha, không sao hết em, mua cái gì cũng được miễn ủng hộ các chị là vui rồi. Cảm ơn em nhiều. Dì Hu Ba, dì Hu Ba. Chị nhắn điện dì Hu Ba của chị cho con xin cái tóc lô. Dạ. Mấy em ghi là Út Ghim á. Không phải chị Ghim đó. Chị đâu biết đâu rồi Ghim. À chị Thi Quỳnh. Dạ rồi em sẽ xem lại và em gửi cho chị nha chị Thi Quỳnh ơi. Để gỡ xuất vào đây nha Quỳnh. Rồi cả nhà mình ơi, hãy chia sẻ hai em chia sẻ. Cả nhà mình hãy chia sẻ và hãy vào xem đi cho thật nhiều đi ạ. Chị Ba Tú Xuân và Thảo sẽ chuẩn bị hát cho cả nhà mình nghe đây ạ. Ủa cái này con giật ra là nó tắt đèn không? Chắc nó tắt hết con. Tắt xong rồi ấy vô liền nha. Dạ. Biết nữa, có liền. Mẹ Út đợi xíu nha mẹ Út. Con dạ. Con giật ra con để vô đây cái nha mẹ Út. Ok con. Gắm vô đây. Cái đèn út xong cháu. Ok Cấu Trúc em. Ý vô rồi đó ta. Cô yếu quá không xem được gì hết. Chết rồi hèn chi. Chị mở cái Kim Thư đi. Lấy cô Kim Thư đi. Kim Thư cũng mặn á.
Vậy cả nhà mình đợi Thảo chút xíu nha. Ủa sao bên không bị đứng mà mọi người. Ủa? Chị nói kìa 3G, 4G, kìa wifi. Có 4G luôn. Ủa sao con gắm lại nó không vô ta? Sao bây giờ mình vô cài đặt làm sao ta? Dì Phượng ơi, dì Phượng. Rồi cả nhà ơi, cho Thảo xin vài phút nha. Mình sẽ ra chim lại nha, để Thảo ổn định cái mạng rồi. Đổi chỗ qua đây nữa. Đổi chỗ qua đây. Sao đi cả nhà mình nha. Bên nào mà chị? Giờ chỗ qua đây được không? Rồi, nó rộng. Không, để em vô cái mạng cho em. Thì nãy em đăng ký mà em chưa có vô. Cho mấy anh chị, anh xin chị ăn.